Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Giờ này thì anh Tùng tiếp tục cưa cái cây cây bàng Nhật Bản. Đây cây bàng Nhật Bản nè mọi người. Cây bàng này thì cái đặc điểm của nó là lá sẽ nhỏ hơn cây bàng bình thường của mình. Lá nó rất là nhỏ. Nhìn nó giống như là cây còng vậy đó mọi người. Thường thì những cái cây thuộc họ bàng á thì cái tàn của nó rất là rộng. Cây này thì lá rất là nhiều và nhánh cũng rất là nhiều nha mọi người. Cái cây này là có một số cái nhánh mục đó mọi người. Cái nhánh ngang đó là cái nhánh mục. Bây giờ anh Tùng sẽ kéo cái máy cưa lên để cưa mấy cái nhánh nha mọi người. Cây này nó có cái khó là rất là nhiều nhánh trên cái mái nhà, và những cái nhánh này thì nó che ra ngoài cái vỉa hè ngoài đường nữa mọi người. Ở đây có cái sợi dây điện, phía ngoài đó là gần cái đường điện nha mọi người. Khá là khó cưa. Cái cây cái bàng Nhật Bản này thì cái nhánh của nó khá là giòn nha mọi người. Anh sẽ cưa cái nhánh mục trước. Nhánh nó bị mục. Gần chỗ anh Tùng ngồi á mọi người là có cái sợi dây điện rất là lớn, cho nên là anh phải cưa từ từ những cái nhánh nhỏ. Giờ dây điện đó là đang có điện nha mọi người, hiện tại thì điện lực họ chưa vô để ngắt. Nhánh đó thì anh Tùng cho nó rớt ở ngoài phía vỉa hè ở ngoài, và anh Nhân sẽ ra ngoài lo vào. Những cái nhánh bàng Nhật Bản nó rất là giòn. Anh Tùng anh chỉ cưa chưa tới phân nửa nhánh là nó đã gãy rồi mọi người. Cho nên là anh sẽ ngồi ở trên hai nhánh thì nó mới chịu nổi. Trên hai cái nhánh mà anh Tùng ngồi có một cái đường dây điện ở bên dưới và những cái dây đèn led trang trí họ quấn vào khá là nhiều. Cái nhánh nghiêng xa ra ngoài này, nhánh này nghiêng rất là xa. Nhánh rất là giòn. Rất là giòn luôn các bạn, cưa nó dễ bị tét cái nhánh lắm.
trên sân thượng của cái tòa nhà mà đang đập đó các bạn. Giờ cái máy nó bị trục chặt rồi, anh Tùng sẽ sửa lại rồi tiếp tục cưa. Chắc bị ướt. Lâu chùi cái lược. Cái lược bụi á. Dạ. Đây là mình quay cận cảnh cái lá bàn Nhật Bản cho các bạn xem nè. Nó cũng giống như cái lá bàn thường của mình vậy đó, mà nó nhỏ xíu à. Trái nhóc chừng đó. Dạ. Trái lên đây đây, đây trái quá chừng mà. Trái chú cá mình dài hơn. Rất là nhiều trái luôn các bạn. Trái gì lừ hết trơn luôn rồi. Trái nó cứ ngắt à. Giờ anh Tùng anh sẽ cưa mấy cái nhánh ở trên cái sân thượng của cái nhà này nha mọi người. Giờ này thì cái máy bên kia nó đã hoạt động lại rồi cho nên khá là ổn. Bên kia là mấy cái dãy nhà mà mới xây á mọi người, rất là mới luôn. Bên đây là sân vận động. Mình đứng ở trên cái sân thượng này là cũng gần cao bằng cái cây bàn này đó mọi người. Giờ anh Tùng mình sẽ leo lên cái cây bàn nha mọi người. Anh đã mé hết mấy cái nhánh ở trên cái sân thượng nè. Giờ anh sẽ leo lên cây bàn để anh cưa. Mình đang đứng ở cái vị trí có độ cao tương đương với vị trí của anh Tùng đang đứng nha mọi người. Ở trên đây nhìn xuống khá là ghê. Cái nhánh cây nó rớt trúng mấy cái bình oxy vậy.
phía xa xa ngoài kia là xe đang chạy qua lại. Hiện tại thì cái cây này nó đang nằm ở trên cái đoạn đường Nguyễn Văn Lượng của quận Gò Vấp. Bây giờ thì anh Tùng anh sẽ qua cái nhánh phía ngoài đường đó nha mọi người. À không, anh sẽ ra anh cưa cái nhánh này. Cái nhánh này thì còn nằm ở trong cái khu vực ở trong sân. Rồi bây giờ anh sẽ cưa cái nhánh đó ngoài kia rồi. Bây giờ mình sẽ xuống phía dưới nha mọi người. Cưa từng đoạn ngắn rồi ôm ném qua bên cái phía bên sân đây này nha mọi người, tại vì ngay cái chỗ anh Tùng đứng là trên mái nhà đấy, cưa cái đoạn mà ngắn ngắn thôi để bỏ qua phía bên cái vỉa hè.
Cưa nhất của cái cây cây bàng nhật này nè mọi người. Cái những cái nhánh này là những cái nhánh mà cưa mất nhiều thời gian nhất của cái cây. Anh phải buộc dây để kéo từng nhánh về phía bên chỗ mình đứng. Giờ này thì ở bên kế bên đây là người ta đang tháo dỡ cái nhà này cho nên rất là ồn nha mọi người. Mọi người thông cảm nha. Rồi bây giờ anh Tùng sẽ bắt đầu cưa những cái đoạn thân nha mọi người. Thì nãy giờ mình phụ kéo mấy cái nhánh phía bên đó cho nên là mình không có quay được những cái đoạn mà anh cưa hạ những cái nhánh xuống. Thì quá trình cưa thì khá là khó khăn. Rồi do đi xa cho nên là lực lượng đi có anh Tùng, anh Nhân, cháu của anh và mình. Cho nên là mình phụ kéo tiếp. Thì bây giờ là đến cái đoạn này thì anh tự cưa và có thể tự ném xuống được cho nên mình quay một ít cái đoạn về sau cho mọi người xem. Cái cây bàng nhật này thì chỉ còn một cái nhánh ở giữa và cái nhánh cao nhất nữa là xong mọi người. Cái nhánh này thì mình nghĩ là anh sẽ cưa anh ném xuống đây luôn thì nó dễ hơn cái nhánh xuyên qua cái nhà bên kia. Giờ là anh sẽ cưa nguyên cái đoạn lớn đó luôn nha mọi người. Anh sẽ mở miệng phía bên đây và cho hạ về ngã về cái phía bên chỗ mình đang đứng. Bây giờ anh Tùng sẽ dọn cái phần gốc để chuẩn bị cưa cái phần gốc của cái bàng nhật này nha mọi người. Có cái phần thân rất là to cho nên là cưa sẽ khá là lâu nha mọi người.
Đây là cái góc này mọi người. Cái này chắc cũng lâu năm lắm ạ. Có nhiều vân lắm mà tại nó không rõ. Dạ. Mỗi vân là một năm á. Nhiều năm. Đặt đặt rột luôn. Lau sạch nó, mài cho bao bóng rồi cho mình đếm vân. Lấy kiến cái lớp á gọi là mình thấy cỏ nó. Mỗi vân là một năm. Rồi, đã hoàn thành đốn hoàn thành cái cây bạn Nhật rồi nha mọi người.